Thì xin chào anh Vũ, chào bạn Khang, bạn Đăng và bạn Dũng. Chào thầy ạ. Cho mình sẽ tiếp tục. Trên server thầy đang thấy là các bạn đang nộp bài và để thầy quên mất phần chưa tạo tài khoản cho mình. Chờ một chút đợi các bạn vào 2 3 phút xong thầy cho mình tiếp tục nhé. Hôm nay thầy cho mình vẫn tiếp tục phần cấu trúc tuần tự. Bữa hôm qua anh Vũ hình như thầy đã tạo tài khoản rồi nhỉ? Với cô Huyền, biết anh Vũ thầy đã tạo tài khoản rồi. Này. Rồi, thầy xin chào Tuấn Hải. Đã thấy Tuấn Hải xuất hiện. Hôm nay có ăn cơm muộn ạ? Các bạn cứ bình tĩnh nha. Một vài phút thôi. Có Phúc An và hôm nay Phúc An hình như mới học buổi đầu rồi nhỉ. Thầy gửi lại cấu trúc của chương trình để các bạn biết được rằng khi ta tổ chức chương trình thì ta cần viết theo cấu trúc chương trình như trên. Cái server nộp bài thì gửi lại cái địa chỉ của cái trang web này, nộp bài ở cửa sổ chat. Hiện nay thì số lượng các bạn học sinh nộp bài theo đúng tiến độ là rất nhiều, hiện tại thì khoảng tầm 100 bạn, về có khoảng tầm 68 bạn nộp bài, 68 69 bạn, trong đó bạn nộp bài nhiều nhất thì đang trên server về đang với được 41 bài, bạn Hiếu, cái bạn này học lớp 9, lớp 8 lớp 9 này, chưa Hiếu. Còn các bạn khác thì thấy có Mạnh Dũng nộp bài ở đây. Mạnh Dũng đang có đăng đâu nhỉ? Rồi Tuấn Hải đang ở chỗ nào chưa nhìn thấy. Đây Tuấn Hải đang ở đây. Rồi. Rồi, thầy cho mình sẽ bắt đầu luôn. Về cơ bản là các bạn đã vào khá đầy đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp ở cái bài số. Và hôm qua thì ta đang dừng. Nay có Phúc An và thì buổi tối thầy chắc sẽ kèm riêng bạn cho bạn có thể làm được bài. Thầy Dũng ơi, tắt tiếng đi con. Đúng, tắt tiếng. Đi một vài. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Vừa rồi thầy cho mình ta sang tiếp các cái bài tập. Ở buổi trước thì thầy trò mình đang có các cái bài tập như trên, thầy gửi lại ở trong cửa sổ chat, cũng gửi lại ở trong nhóm Zalo để cho các em có nhóm Zalo.
Thế gửi lại cái đường link của nhóm Zalo, các bạn nào chưa vào trong nhóm thì các bạn nhớ vào trong đấy để lấy thông tin này. Để cho mình có một cái kênh để trao đổi thông tin nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài toán kế tiếp, bài TT bài 10. Ở cái bài hôm nay chúng ta sẽ hôm nay cũng như Phúc An hôm nay con học buổi 1 phải không? Và trong quá trình học thì các em có thể sử dụng cửa sổ chat hoặc là của Zoom hoặc là bật mic lên để cho trao đổi. Các bạn nào chưa ăn cơm kịp thời các bạn tua nhanh. Rồi, thầy cũng vừa tua nhanh được một bát cơm buổi tối. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ sang kế tiếp cái bài toán đề bài cho số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem n hãy thực hiện công việc tính tổng các số nguyên từ 1 đến n. Đây là một cái bài thử sức khá mạnh cho các bạn. Vậy thì ở trong cái bài đầu tiên thì chúng ta có thể lấy cái ví dụ. Bây giờ ví dụ như thầy cho n bằng 5 thì khi đó cái biến kết quả của thầy sẽ bằng là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 tổng các số nguyên từ 1 đến n. Nó bằng bao nhiêu? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Tổng n bằng 5 thì tổng các số tự nhiên từ 1 đến 5 bằng bao nhiêu? Nào xin mời anh Vũ, Đạt, Quang Trung. Rồi thầy đã nhận được câu trả lời của Phúc An thì nó bằng 15. Thì bằng 15. Người ta chứng minh được rằng nếu S là tổng các chữ số tự nhiên từ 1 cho tới n. N. Thì khi đó S nó cũng sẽ là bằng là n nhân với n cộng 1 chia cho 2. Đấy. Bằng n nhân n cộng 1 chia 2 chia cho 2. Vậy thì với cái công thức như trên thì ta nhận thấy rằng với số nguyên dương n thì ta có thể tính tổng được các chữ số tự nhiên liên tiếp từ 1 cho đến n bằng với công thức này. Công thức này thì ta cũng hoàn toàn có thể chứng minh bằng quy nạp toán học được. Vậy thì nếu mà các bạn cần chứng minh thì thầy cho mình cũng có thể chứng minh được luôn. Với tiện thể đây thì ta chứng minh luôn thôi ở chỗ phần này. Đó bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Và bây giờ ta chứng minh công thức về trước đi. Các bạn chờ mình. Con làm A bài 10, có TV bài 10 rồi ạ. À, con làm được à? Hai. Con làm được ạ, con xem trước cái hàm for hay gì đó ạ. À, thế à? Rồi bây giờ ở đây thì ta chứng minh cái công thức này bằng phương pháp quy nạp của toán học. Thì tạo thích nhanh á. Ở cái phần này thì nó hơi liên Làm quan bài 15. toán lớp 9 của cái chương trình nâng cao nên thầy có sử dụng cái phương pháp như sau. Ta có như thứ nhất, ta có SN là tổng các phân tử từ 1 đến n thì nó sẽ là bằng bằng SN thì bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Bây giờ tổng quát lên thì thầy thực hiện cái công việc là thầy thực hiện tính cái thằng S của thằng n cộng 1. Cái ta đang làm đây là ta đang chứng minh kia xem thằng n cộng 1 thì nó sẽ bằng tổng các chữ số tự nhiên liên tiếp từ 1 cho tới n, sau đó cộng thêm với t số hạng thứ n cộng 1 nữa. Đấy. Và ở đây thì các bạn nhận thấy rằng tổng các phân tử từ 1 cho tới n thì bằng tổng thì nó bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng n, sau đó nó cộng thêm thằng này. Và ở cái thằng này thì ta nhận thấy rằng nó chính là bằng thằng tổng các phần tử từ 1 đến n, nó chính là thằng SN. Vì nó thằng là bằng thằng SN nên ta có cái biểu thức bên trên nó sẽ bằng từ tổng các số từ 1 cho tới n thì nó sẽ bằng là n nhân n cộng 1 chia 2. Đấy. Nó cộng với thằng số hạng là n cộng 1. Vậy thì với cái số hạng như trên thì ta biến đổi tiếp, ta quy đồng mẫu số lên trên thì ta biến đổi nó sẽ là bằng là n nhân n, đây ta thấy có n cộng 1 thì ta nhóm n cộng 1 ra luôn cũng được.
À, bên nhân cho mở ngoặc cái thì ta có n cộng 2, ta quy đồng mẫu số này, ta có chia cho 2. Vậy thì ở đây thì các bạn nhận thấy rằng đấy, bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Và ở đây thì các bạn nhận thấy rằng ta cũng có thể biến đổi tiếp cái biểu thức này. N nhân n cộng 1 chia 2 nó sẽ là bằng n cộng 1. Nó cộng 1 ra ngoài. Chia 2. À, tới đây thì ta đặt cái thằng k thì bằng là n cộng 1. Khi đặt k thì bằng n cộng 1 ấy, thì khi đó ta có cái thằng s k thì sẽ bằng đây, cái thằng này thì ta thấy rằng nó là n cộng 1 thì nó sẽ là bằng là k nhân với thằng n cộng 1, đây nó cũng sẽ là thằng k. Ở đây ta có số 1, có số 1 rồi chia cho 2. Đấy. Đấy. Vậy thì sau khi thực hiện xong cái thằng trên thì ta thu được SK thì bằng K nhân K cộng 1 trên 2. Và đây ta suy ra được là điều phải chứng minh. Điều phải chứng minh ở đây tức là tổng quát lên rằng tổng các chữ số tự nhiên từ 1 cho tới N bằng N. N nhân N cộng 1 chia 2. Và từ đó ta suy ra được là, vậy thì với cái cách chứng minh bằng quy nạp toán học như trên thì các bạn nhận thấy rằng hóa ra để chứng minh được một, để nhớ được một công thức là tổng các chữ số tự nhiên từ 1 đến N thì ta cần phải chứng minh được cái công thức đó, thì khi đó mình mới dễ công thức này được tính như thế nào. Đấy. Như vậy thì ở phần 1 ta đã thực hiện cái tác là chứng minh với bài số 10 chứng tổng các chữ số đồ tự nhiên liên tiếp từ 1 cho tới n bởi vì công thức là n nhân n cộng 1 chia 2. Cái việc chứng minh này ta chứng minh ra nháp để ta nhớ. Vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ xong cái phần thứ nhất nhé. Với các bạn ở đây mà ở cấp cấp thấp hơn thì các bạn chưa học toán nâng cao của lớp 9 thì ta sẽ thực hiện ở ta sẽ gọi là gì nhỉ? Dùng luôn cái công thức đấy. Ta dùng luôn cái công thức này. Còn đối với các bạn lớp 9 thì các bạn phải chứng minh để nhớ được. Bởi vì phần quy nạp toán học là một trong những cái phần rất quan trọng cho đối với các bạn thi vào chuyên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về bài toán hôm nay. Ta sẽ thực hiện thao tác xác định bài toán. Đề bài của chúng ta phát biểu lại bài toán. Cho số nguyên dương n tính tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 cho tới n. Đấy, tên bài là TT bài 10. Vậy thì ở cái bài này thì ta sẽ thực hiện công việc sao ta xác định bài toán. Để xác định bài toán này thì ta nhận thấy rằng dữ liệu vào của bài toán là input. Ở chỗ này thì Tuấn Hải cùng các bạn nhận thấy với một bài toán thì ta luôn phải xác định xem bài toán này cho cái gì. Bài toán này là cho giá trị của n, vậy thì ta sẽ nhập n. Output của bài này phải bỏ chữ khăn đá tí anh em sao? Chơi, bỏ những khăn đá đâu? Bố để lên ngăn đá cho bố chứ không phải cho mày trên ngăn đá. Rồi vậy thì ta có output của bài toán là ta sẽ thực hiện là tính s thì bằng là tính output của bài toán là đưa cái giá trị s, đưa tổng s tính được ra. Vậy thì với một bài toán thì Khang và Tuấn Hải và cùng với các bạn nhận thấy
Đề bài ta các bạn luôn phải xác định đề cho cái gì và cần tìm cái gì. Đấy, cho cái gì và cần tìm cái gì. Đấy, và bài này là cho n và yêu cầu tính s. Đấy. Vậy thì ta đưa tổng n ra. Sau đó ta xác định thuật toán để giải bài toán. Thuật toán để giải bài toán là dãy hữu hạn các bước sao cho từ input của bài toán ta thu được output của bài cần tìm. Thuật toán để giải bài toán này thì ta chia thành các bước thì người ta gọi nó là thuật toán ở dạng liệt kê. Ta có bước 1. Ở bước 1 các bạn nhận thấy đề bài cho số nguyên dương n, ta thực hiện nhập n. Ở bước 2 ta thực hiện tính tổng s. Để tính s thì ở đây thì ta vừa chứng minh được rằng là tổng các phân tử từ 1 cho tới k thì bằng k nhân k cộng 1 chia 2. Tổng các số từ 1 cho tới n thì bằng n về bằng nhân với n cộng 1 chia 2. Vậy thì ta gắn s thì bằng là n nhân với n cộng 1. Đấy, chia cho 2. Ta sử dụng dấu chia theo chiều gạch chéo. Vì ở đây là tích của hai số nguyên liên tiếp nên chắc chắn sẽ có một số chẵn và một số lẻ. Nên khi đưa ra tổng S này luôn là số nguyên. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện cái công việc là đưa S ra. Nhưng, vậy trên đây là thuật toán để giải quyết bài toán số 10. Khi làm bài toán này để đạt được điểm tối đa cho bài toán số 10 thì các bạn lưu ý dữ liệu đầu vào của ta biến N. Ta lưu ý ta chọn kiểu S kiểu long long. Bởi vì tại sao là S và kiểu long long? Bởi vì S là tích của hai số nguyên nên chắc chắn nó sẽ trả về kiểu dữ liệu lớn hơn kiểu mà số nguyên đó. Vậy thì do đó biến S của ta phải khai báo kiểu long long. Ở buổi trước thầy đã hướng đề cập đến các bạn là đối với một số int nhân với nhau, khi nhân với nhau thì ta sẽ thu được số int. Vì vậy ta cần ép nó sang kiểu dữ liệu bằng chữ 1LL. Lưu ý đây là chữ 1LL. Long long viết tắt nhá. Đấy. Như vậy tới đây thì nhớ rằng đây chữ 1LL chứ không phải là hai ba số 1 đâu nhá, chữ 1LL kiểu long long. Rồi trên đây là hướng dẫn thuật toán của cái bài toán số 5 và quên bài toán số 10. Xin mời các bạn cùng là làm bài toán này. Sau đó bây giờ thầy mời các bạn chia sẻ màn hình nhé. Làm bài theo cách trên. Thế LL là viết tắt hay LL là chỉ viết bình thường à? Ghi chữ thường thôi. Nghĩa là ghi long long luôn, không phải ghi LL đúng Không, ghi chữ 1LL như thầy viết này. không? Vâng, ghi như thế luôn à? Đúng rồi. Rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Cái server nộp bài thì vẫn là cái server ta đang sử dụng là cibcoder.net. Các bạn nào chưa có tài khoản nộp bài thì các bạn nhớ báo cho thầy nhé. Để thầy tạo tài khoản. Có như có Hôm qua thầy đã gửi cho anh Vũ rồi mà. Tài khoản của anh Vũ là Nguyễn Anh Vũ, mật khẩu là A đây. Hôm qua thầy đã gửi ở trong cửa sổ chat rồi. Con lưu về trên máy tính của mình nhé. Còn bạn nào chưa có tài khoản thì nhớ báo cho thầy biết nhé. Ê, gửi cho con cái link để vào đâu mà. Đường link thầy vừa gửi khi nãy ở trên server rồi, thầy gửi lại. Nó là cibcoder, các bạn là đánh sử dụng chức năng đánh dấu để lưu lại trang. Khi nào các em Thầy không ơi, sao cho con xin lại cái công thức chỗ cái phương pháp quy nạp đó con. Thầy. đây cái này thì thầy chụp lại chụp cái nhà cần À. Dạ cảm ơn thầy. chụp lại màn hình quy nạp toán học là phương pháp chứng minh công thức tổng quát rất hữu hiệu. Thay vì việc ta nhớ công thức một cách gọi là bị động thì các em có thể sử dụng công phương pháp trên để thầy có gửi ở trong nhóm Zalo. Bạn nào chưa vào nhóm Zalo thì các bạn vào trong nhóm để lấy hình ảnh của bài viết nhé.
À, thầy hay sử dụng Zalo hơn so với Messenger thì nên thầy gửi lại đường link nhóm Zalo. Bạn nào chưa vào trong nhóm thì các em vào trong nhóm đấy. Các em có thể sử dụng Zalo của phụ huynh để làm việc. Rồi bây giờ xin mời bạn nào chia sẻ màn hình nhỉ? Mạnh dạn lên nào. À, bạn nào đây theo thứ tự từ bé đến lớn. Để thầy xem. Rồi xin mời, rồi cảm ơn Đăng. Đăng đã bắt đầu chia sẻ bài làm. Rồi Đăng chạy thử chương trình nào. Rồi em thử n bằng 5 xem nó bằng bao nhiêu. Bây giờ mới để ý camera Tuấn Hải trông rất ngầu. Còn Phúc An trông có quả Galaxy thôi rồi. Hôm nào thầy chắc cũng phải làm cái ảnh này đằng sau. Đấy. Cứ mỗi hôm các bạn nhìn thấy thầy quay một hướng khác nhau ở trong nhà. Trông Thầy có muốn đeo kính như con không? ngầu quá. Rồi, nó ra 15 rồi. À, quay lại code chương trình thầy xem lại nào. Được rồi, ok. Như vậy, ta đã có đoạn code chương trình của bạn Minh Đăng chia sẻ bài làm. Rồi đăng nộp bài lên trên server được nhé, để thầy chụp ảnh giao diện. Rồi xin cảm ơn Đăng. Và các bạn nộp bài lên trên server và cứ để ý theo dõi điểm của mình nhé. Ở cái bài số 9, TT bài 9 thì không biết nó có một cái test nào thầy chạy bị khác đáp án test cuối à. Không biết tại sao nó bị khác đáp án, thôi kệ nó đi. 9 điểm cũng được. Rồi xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình. Em mày trả lên. Mẹ cho con quay sang bàn cái này cho nó đưa tới. Tiện nhỉ. Đấy, mẹ quay cái bàn vào trong này cho người. Đấy. Không nhảy sang ngồi bên kia, ngồi đối diện bên kia. Ờ, xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình, xin mời các bạn chia sẻ bài làm. Nào nhanh lên. Các bạn nào là làm xong bài này rồi các bạn chuyển và làm bài kế tiếp nhé. Đề bài thầy đã gửi ở trong nhóm rồi. Ta nhanh tay lên để ta giải quyết hiệu quả hơn. Có ai có câu hỏi gì các bạn cũng chia sẻ bài làm luôn. Hiện nay thì trên server thì thầy đấy có Đăng đã nộp bài, xem có bạn nào nữa đã nộp bài. Nguyên Khang đang nộp bài. Các bạn nào có câu hỏi xin mời các bạn chia sẻ màn hình. Thầy đang bật nó ở cái chế Thầy độ ơi, sao Khang. bài 10 con mới nộp xong rồi, nó nói rằng là dịch lỗi, nghĩa là sao vậy thầy? Rồi, xin mời Nguyên Khang chia sẻ màn hình luôn. Đó. À, ta đảm bảo tất cả các bài các bạn đều phải làm được, bởi vì học với thầy thì các em quan trọng nhất là Giang nổi ạ. làm được Tại bài rớt. thầy, tại sao thầy không dạy luôn cái hàm for? À, mình đã chưa học tới đấy, cái đó đấy hôm nào ta sẽ học ở phần kế tiếp. Bây giờ em Đơn giản thấy. Khang, bây giờ em click vào chia sẻ tiếp lại màn hình nào. Ở Nguyên Khang chia sẻ lại màn hình bài làm và chạy đâu mất rồi. Alo alo. Rồi bây giờ em click vào chỗ lịch sử chấm nào. À rồi bây giờ em chạy thử chương trình xem sao. Cái đó là à, chữ long long là ghi chữ một là l liền nhau nhé. Rồi bây giờ chạy thử chương trình đi. Trước khi nộp Dạ em phải chạy. dạ
nó phải tạo ra được file ở N ghi thường. N, à, N ghi thường. Quên. Ok. Nhưng nãy nó chạy ra được. bỏ tại sao khi em code nó chạy được mà bây giờ không chạy được? À, có khả năng nó phân biệt chữ N thường với chữ N hoa. À, dạ. Đúng rồi. Nó phân biệt. Ok. Giờ được rồi. Cái này là write lộn, không phải là read lộn. Nên là tại sao khi mình chạy cứ tình cảm vui vui nó mất mất dữ liệu. À, hóa ra là con xem Này. nhé, để ta làm quen ở hôm tới cái đấy thì sẽ đào lại cho các bạn mới theo. À, cái kết quả vừa rồi nó ra 1, 2, 7, 5 là đúng hay sai? Yeah, thầy là đúng hả? Làm sao biết được nó đúng? Dạ, tại bấm máy tính. Đúng rồi, chính xác. Khi ta làm mỗi một bài nào đó thì các bạn lưu ý rằng cái kết quả đưa ra của bài toán thì cái bài toán đấy nó ta chỉ là cái kết quả hiển thị trên màn hình thôi, còn muốn đúng hay không phải lấy máy Casio ra để bấm. Rồi, đây, cảm ơn bạn Đan. Phúc An uống gì thế? Thế mời thầy. Chắc là lại đang uống cà phê, nhâm nhi cà phê. À không phải, nhìn Phúc An khả năng là đang uống trà sữa. Thế nhai nhỏ nhẹt này. Rồi, thế Nguyễn Khang đang nộp bài. À, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm. Phúc An đã viết được chương trình bài này chưa? Con cũng chưa biết về lập trình mấy cái này lắm. Nhà các phương pháp lập vẫn được các bạn. Nhà Hoàn toàn được, bài này ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc lập, công lệnh lập for. À, tuy nhiên thì cái mục tiêu của bài này đưa ra là ta biết được rằng các cái công thức với các bài toán khi dùng ta có thể sử dụng nó bằng một cái công thức thay vì việc công thức lập, thì ta có thể tính nó bởi trong công thức ô1 với độ phức tạp là một phép tính. À, rồi chỗ Phú An em quan sát ở trong nhóm Zalo thầy vừa gửi cái code của bạn bạn đăng để trong ấy. Trong nhóm thì chắc có lẽ thầy gửi lại cái bộ cài code block hoặc là các bạn nào chưa có bộ cài code block thì các bạn đã tải cái bộ code block về thầy gửi ở trong cửa sổ chat nhé, các bạn chờ một chút nó loạn. Ngoài ra các em có nhiều có công cụ khác. Rồi có bạn nào có câu hỏi cần phải cô chương trình Tuấn Hải bài này đã full điểm chưa? Tuấn bảy Hải điểm 7 điểm. Tại sao bạn 7 điểm? Tuấn Hải để ý cái chỗ ép kiểu dữ liệu 1LL nhé. Cái chỗ mà thầy khi lấy bảo của Tuấn Hải như là kết quả quá chạy quá thời gian đấy, trong lịch sử chấm của con nó chạy quá thời gian thì chứng tỏ là thuật toán chưa tối ưu. À chắc Tuấn Hải sử dụng câu lệnh lập for phải không? À, khi giới hạn khi dữ liệu lớn thì câu lệnh lập for nó không còn tác dụng nữa. À, rồi vừa rồi thì Nguyên Khang Phúc An có vấn đề Phúc An thì đang làm quen với ngôn ngữ. Phúc An xem cái ảnh khi nãy ở trong nhóm Zalo nhé, để xem cấu trúc của một chương trình viết như thế nào. Và cái bộ cài thì thầy đang gửi ở trong Zalo, em tải về trên máy tính của mình và cài đặt nó ra. Tiến Đạt và Quang Trung có gặp khó khăn gì không? Dũng nữa, cả Đăng nữa. Ở đây thầy thấy Làm ạ, đợi con tí nó xẹp cái website có bảo. được, ok. Rồi, chỗ anh Vũ đã có đã viết được chương trình chưa? Xin mời bạn chia sẻ màn hình bài làm nào. Ừ. Tuấn Hải đang suy tư bài nào mà trông đăm chiêu thế?
Rồi ta các bạn có khoảng tầm mấy phút các bạn cốt nhanh cái bài toán số 10 và các bạn chuyển sang tiếp bài số 11 nhé. Ở cái bài số 11 thì chúng ta sẽ có lại cái bài toán thì gửi lại ảnh của bài số 11. Ở trong mỗi buổi thầy cho mình tăng tốc cái tập bài này nó có tận 30 bài mà ta học thì chỉ trong vòng mấy buổi là làm được, làm quen với ngôn ngữ lập trình. Rồi bây giờ có lẽ thầy trò mình sẽ sang tiếp cái bài toán số 11 được chưa? Có bạn nào có thắc mắc ở bài số 10 không? Nếu có thắc mắc các bạn chia sẻ màn hình để thầy trò mình cùng hỗ trợ luôn. Em mạnh dạn chia sẻ màn hình nhé. Rồi, ta đã sang được bài chuyển sang bài kế tiếp được chưa các bạn? Nếu như ở bài số 10 là một trong những bài mở ra một cái cánh cửa mới đối với những cái bài toán có tính chất lặp lại, các cái dãy số có tính chất quy luật thì ta có thể tìm một cái công thức tổng quát cho bài toán đó. Thì bây giờ ta sang bài toán số 11. Các bạn nào chưa Thầy, thầy, hoàn tất sao không? mày không dùng công thức lớp 5 số số hàng để làm bằng bài 10? Bài đấy hoàn toàn có thể áp dụng theo công thức của phần số số hạng của phần dãy số ở trong toán học 5 cũng hoàn toàn được Tuấn Hải nhé. Tìm số hạng thứ n của một dãy số đúng không? Sau đó áp dụng vào hoàn toàn được nhé. Rồi kế tiếp bây giờ thầy trò mình sẽ sang tiếp ở phần bài toán số 10, 11. Ở cái bài toán số 11 hôm nay, các bạn nào chưa xong ở bài toán số 10 thì các bạn có thể comment hoặc là chia sẻ màn hình để thầy cho mình cùng làm luôn. Để đảm bảo rằng sau khi học xong với các khóa học của thầy thì các em hoàn toàn phải tự làm bài được. Minh Đăng bảo thấy bài toán hơi lạ. Công nhận đây là một cái bài toán có tính chất hình học. Đây là một trong những lớp bài toán khá hay. Vậy thì bài toán như sau. Đề bài yêu cầu là nhập vào độ dài ba cạnh của một tam giác. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy tính diện tích của tam giác đó. Vậy thì với cái bài toán này thì chúng ta sẽ trả lời, ta quay ra một cái bài toán là ta có một cái tam giác như trên. Đấy. Đấy, bây giờ ta có một cái tam giác như trên. Nếu thầy gọi cái cạnh thứ nhất là A, cạnh thứ hai là B, cạnh thứ ba là C, thì khi đó để tính được diện tích tam giác thì ta sẽ áp dụng cái công thức tính diện tích tam giác khi biết độ dài các cạnh. Vậy thì với cái bài toán 11 thì các bạn sẽ Error nó không thấy. đúng rồi, chính xác đấy, sử dụng công thức thầy hay gọi nó là công thức Herron. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xác định bài toán xem bài toán cho cái gì. Ở chỗ này thì Phúc An để ý rằng với một cái bài toán mới như thế này khi đọc đề ta cần phải có 3 bước. Bước 1 xác định bài toán, bước thứ 2 xác định thuật toán và bước thứ 3 là viết chương trình theo cái thuật toán mà mình đã chỉ ra. Ở trong mỗi bài thì các bạn cần thể hiện được rằng mình cần phải trình bày và làm được như trên ở trên giấy, cài đặt được và nộp bài đạt được điểm tối đa trên hệ thống. Vậy thì với cái bài toán này, xác định bài toán là gì? Xác định bài toán là ta xác định dữ liệu vào, tức là ta xác định input của bài toán. Ở bài toán này người ta yêu cầu nhập vào độ dài ba cạnh của tam giác, hãy tính diện tích và chu vi. Vậy thì ở đây ta có để tính được diện tích của tam giác này thì đầu tiên ta phải xác định input của bài toán là ta nhập độ dài các cạnh. Ở đây ta gọi, ta tự đặt tên các biến là A, B và C là độ dài các cạnh. Output đó là ta đưa ra diện tích và chu vi của tam giác. Ở bài này ta giả thiết rằng A, B, C thỏa mãn là độ dài ba cạnh của một tam giác. Vậy thì khi này
Có bạn bảo là công thức hero không phải không, thì ở đây thì đúng như vậy, ta áp dụng cái công thức hero để tính diện tích tam giác khi biết độ dài các cạnh. Đấy. Thì công thức hero thì người ta bây giờ ta có thể sang bước thứ nhất, ta nhập A, B và C. Bước thứ hai, ta tính công thức hero, áp dụng công thức hero. Công thức hero thì khá dễ nhớ. Công thức hero thì người ta gọi P là nửa chu vi, thì P thì sẽ bằng là A cộng B cộng C chia 2. Đấy, P là nửa chu vi. Và khi đó S của ta sẽ là bằng căn bậc 2. Ta có hàm căn bậc 2, giới thiệu với Phúc An hôm nay mới học buổi đầu thì ta có SQRT là hàm căn bậc 2 của P nhân với P trừ A. P là nửa chu vi, ta lấy nửa chu vi trừ cạnh thứ nhất nhân với nửa chu vi trừ cạnh thứ hai nhân với nửa chu vi trừ cạnh thứ ba. Đấy. Ta tính được S và P và sau đó ta thực hiện bước 3. Ở đây thì ta nhận thấy rằng chu vi thì nó sẽ bằng là tổng ba cạnh, còn P thì được gọi là nửa chu vi. Ở đây thì comment là P là nửa chu vi của tam giác. Hàm SQRT là hàm căn bậc 2 của một số, thì bằng P nhân P trừ A. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thực hiện là trong đề bài người ta yêu cầu là đưa ra diện tích và chu vi. Ở đây thì thêm một là kết quả với chính xác đến hai chữ số thập phân nhá, hai chữ số thập phân Tuấn Hải nhé các bạn. Vậy thì ở bước 3 thì thầy cho mình sẽ thực hiện là đưa chu vi. Thầy ta thực hiện cái công việc chu vi của nó thì sẽ bằng A cộng B cộng C, thì ta có thể đưa ra cái thằng 2 nhân với P là ra, và ta đưa thằng S ra, mỗi số cách nhau một dấu cách. Vậy thì kết quả là chính xác lên đến hai chữ số thập phân. Thì điều đó chỗ này ta nhận thấy ta phải chọn kiểu dữ liệu số thực cho các bình P. Vậy thì ở đây các bạn nhận thấy chúng ta sẽ thực hiện lưu ý là ta đây là biến S và P thuộc kiểu số thực, kiểu dữ liệu số thực. Kiểu dữ liệu số thực thì ta thường hay sử dụng kiểu float hoặc là kiểu double nhé. Nhìn vào trong công thức như trên thì các bạn lưu ý ABC của ta khai báo là kiểu INT, thì khi đó tử số của ta ta phải nhân với 1.0. Các bạn lưu ý nhé, chỗ này ta nhân với 1.0. Để ép tử số thành kiểu số thực thì A cộng B cộng C nhân với số thực chia cho nguyên, chia cho 2. Vậy thì sau khi khi viết ra có quy cách tương, tức là lấy chính xác đến hai chữ số thập phân. Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết được cái bài toán trên. Và như khi nãy ta đề cập đến, ta có công thức hero. Tay Rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ màn hình bài làm của mình. Rồi, xin mời các bạn nào chia sẻ màn hình bài làm và bài này nào. Trong lúc các bạn chia sẻ bài làm thì thầy sẽ tạo test cái bài toán này. Đấy, thầy in ra kết quả như thế nào thầy? Để một dấu cách hay là để dấu cách hay là xuống dòng này? À, để dấu cách nhé. Nó mua nó hiểu quá. Mẹ nó nhiều quá. Đó phải đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Các em mạnh dạn chủ động chia sẻ bài làm nào. Bạn nào xung phong chia sẻ về màn hình này. Rồi xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình nha. Các bạn khác chủ động nhé. À đây có Đăng chia sẻ đây rồi. Rồi trên đây là bài làm của bạn Đăng. Bạn Đăng bạn sẽ vào biến A, B, C là độ dài các cạnh kiểu nguyên, biến chu vi là kiểu nguyên. Bạn khai báo biến plot SP là kiểu số thực, trong đó khi đó bạn sau khi nhập ABC xong thì bạn lấy chu vi thì bằng A cộng B cộng C. Ta gọi P là bằng nửa chu vi thì nó sẽ bằng A cộng B cộng C chia cho 2, ta nhân tử số với 1.0 để ép nó sang kiểu plot. Khi đó diện tích của tam giác, ở đây bạn đang sử dụng công thức diện tích của tam giác thì chỗ này em khai ở dòng 12 em khai báo nó bằng biến S luôn cũng được. Bởi vì ở đây em đã có biến S rồi. Thì em khai ở dòng 12 em ghi S bằng căn bậc 2. Đấy, thay chữ DT thì bằng chữ S. Thì bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B. Được rồi, như thế là đúng rồi. Bỏ xóa dấu, xóa dấu bằng đi. Là nhân P trừ C. Sau đó ta đưa S và P với độ chính xác là hai chữ số thập phân bằng cái câu lệnh fit set precision. Khi nào các biến sử dụng kiểu float thì khi viết ra ta sử dụng cụm từ này. Chữ diện tích em khai báo sửa lại bằng ngành chữ S đi. Rồi, bây giờ em chạy thử chương trình nhé. À, tam 1, 2, 3 nó không phải là một tam giác. Em thử tam giác 3, 4, 5. 3, 4, 5 nó là tam giác Pythagore. Rồi thì khi đó là diện tích nó sẽ bằng là 7,35 và chu vi nó bằng 12. Rồi bây giờ để thống nhất thì em quay về đăng quay về code chương trình. Em khai báo giúp thầy cái biến chu vi, em khai báo nó kiểu phần lốt luôn. Cái dòng số 3 ấy, xóa cái thằng chu vi ở đấy đi, khai báo nó ở xuống dưới. Để tí nữa ta viết chính xác. Rồi, bây giờ ta thì chạy lại chương trình xem sao. Rồi như vậy thì nó đưa ra cùng thống nhất là đến độ chính xác đến hai chữ số thập phân nhé. Rồi xin cảm ơn Đăng. Đăng quay trở lại cô chương trình này, chúng tôi gửi lại tới các bạn để các bạn tham khảo một trong những cái bài làm rất chất lượng của Đăng. Thầy gửi thêm ở trong cửa sổ chat. Rồi như vậy xin mời Đăng đã chia sẻ xong về kế tiếp, xin mời các bạn khác nghe chia sẻ bài làm của mình nào. Xin mời Dũng nào, mời Khang, Tuấn Hải. Tuấn Hải đã chia sẻ. Con đá. Em chia sẻ thầy. Ừ, các em chưa chủ động chia sẻ màn hình đi Dương. Các bạn nào thầy đang để màn hình để cho các bạn chia sẻ bài làm của mình. Mày giảm lên. Em thấy cái công thức chỗ này nó phải là P trừ B chứ đúng không thầy? Đúng rồi, sửa nó là P trừ B, P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Ở chỗ này thì chỗ Đăng cũng sửa lại ở chỗ đấy nhá. P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C nhé. Rồi xin cảm ơn Dũng. Dũng chạy thử chương trình làm sao. Rồi, em viết nó trên cùng một dòng thêm nó để chạy để kết quả nó nằm trên cùng một dòng đấy.
Rồi bây giờ biến chu vi em sửa nó thành kiểu float giúp thầy luôn nhé. À, trong đề bài thì người ta yêu cầu đưa diện tích trước, à, là cái chỗ chu vi em kéo xuống dưới luôn nhé. Rồi chỗ dòng 14 em xem thằng diện tích là em kéo nó xuống dưới ấy, cùng với dòng của thằng xem dưới đi cho nó cắt khăn là ta xem diện tích Mà sau này để xuống dưới cái diện tích nào. tức là mình xem diện tích này sau đó cách ra này sau đó xem ra chu vi để ta thống nhất cách ra để tí nữa thầy đang tạo test nha. Okay. Đây. Bỏ chữ cell ở cái xây trước thằng chu vi đi thêm kéo cái dấu cách ra từ trước trước đi bỏ rồi. Kéo cái dấu cách ra đấy chỗ đấy sẽ diện tích này xong thêm thêm dấu cách này sau đó đấy cắt cắt cả cục đấy đó rồi, xóa cái dấu dưới cùng rồi chạy thử chương trình xem sao. À, phía bên kia các bạn cũng tích cực làm bài nhé. Rồi, ok, nó ra cái kết quả khá đẹp. Khi chạy thì Nó ta bay được chưa thầy? chưa chờ thầy tí để thầy tạo test cả. Em quay trở lại code chương trình để thầy chụp lại em. Không thể gửi tới các bạn trong nhóm. À, quay sang giao diện code đi. Code bài làm. À, Dũng cho sang giao diện bài làm đi. Tuấn Hải đang làm gì mà đăm chiêu đấy? Kính ngầu của em đâu rồi? Không thấy hiện lên nữa. À, lại thấy xuất hiện lên này. Đấy, kể cho con một ví dụ được không? À, ví dụ chạy 345 nhé. Các bạn chạy test 345 nhé. 3, 4, 5, 9, 3, 4, 3, 4, 5, ơ, 3, 4, 5. Và kết quả là gì vậy thầy? Khi đây các tính này như là 6 với 12 hay sao ấy. 6, 12 á. In ra diện tích hay là in ra chu vi trước vậy thầy? Trong đề bài người ta yêu cầu đưa ra diện tích trước chu vi sau chứ. Trong đề bài ta ghi rất rõ ràng là đưa ra diện tích và chu vi. Như vậy thì ta sẽ đưa ra là 6.00 và 12.00. Đều sẽ đổi ngược lại. Con đúng rồi. Rồi, ok. Sau con phải đọc kết quả cho thầy nhá. Vâng Thầy ạ. test con thì con phải đọc kết quả cho thầy trước để thầy chụp ra xem có đúng hay không. Không phải là mình hỏi thầy trước. Hỏi để xin test chứ. Con chỉ xin Con chỉ xin test thôi, con có xin cái gì đâu. đấy. Rồi. Đấy, Các bạn chờ thầy tí nha. mà cứ mà thầy Đâu. nó ra là 6.00 và 12.00 ạ. Đúng rồi, và nó cách nhau ra một số cách nhé. Vâng ạ, con sẽ nộp bài đây ạ. Chờ tí, đi đâu mà vội mà vàng, mà gấp với đá, mà quăng vào dây, thầy đã update lên đâu. Đây, các bạn khác cùng cốt xong. Chào. À, các bạn nào xong bài 11 thì chuyển sang bài 12. 12 con là tại nhà. Chị quên mất chưa có free open nữa ạ. Sáng nay vừa làm ạ. Tốt quá. Nào, xin mời các bạn khác ôn phòng màn hình của bố không? Ơi sao ở cái màn xe à, thầy chụp ảnh của cái bạn Hải Đăng gì à đây. thầy ơi, ở CAO ấy nó có cái trống cái để trống không đấy là cố tình để thế là sao? Cái CL fit set precision đấy á. Vâng ạ, nó có cái hai cái dấu mở ngoặc xong rồi nó lại không có gì xong đấy ạ.
À đúng rồi, đó là để cái số thứ nhất nó cách số thứ hai ra bởi một dấu cách. Chờ đầy một giây nữa thôi, đã sai nhau rồi. Rồi, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình nào. Thầy ơi, sao bài 11 con nộp trên website nó vẫn chưa được chấm vậy thầy? Là thầy đã reload test bộ test đâu, chờ một chút bởi vì đợi các bạn Thầy khoảng ơi, có bây giờ con nhìn lại cái bài 10 con mới thấy là nó ghi là dịch lỗi ạ. à, dịch lỗi chắc do ăn ở thôi. Bây xin mời chia sẻ bài làm của mình lại bài số 10 Nhớ làm. xóa rồi đấy của thầy, bây giờ không nhớ để đâu. Ôi trời Đang ơi. làm bằng một rồi, tại vì bây giờ con mới nhìn lại mình thấy À, có ghi là dịch lỗi. hãy lưu ý rằng mỗi bài làm của mình nó trên một project khác nhau. Tức là khi viết một bài các bạn vào file chọn new project mới để làm đặt tên theo bài mới nhé. Vâng. Dạ, mà mình đi được kìa. Đừng mua vào đó chứ. Chờ đợi tí, thằng bé đang nhà này. Rồi, bài số 11 đã có bộ test rồi. Xin mời các bạn chia sẻ màn hình. À, xin mời các bạn nộp bài lên trên hệ thống được rồi. Bài số 11 nhé. Oh Nộp bài thôi. my god. Hôm nay em con thích sang nhìn của bài ở nhà con ạ. Cô An ơi, cái đấy thì Cosmo. Thế ví dụ bài 1 là gì ạ? Chưa thầy đi đâu ạ? Thế lên trên. Thế lên trên tầng 2 à? Em thế em có biết cái phần ví dụ của bài kia không? Mười Bài điểm. 11 thế đấy. Mười điểm. Không, anh hỏi là cái phần ví dụ để xem là nó có đúng hay không ấy. À ví dụ á. Ví dụ À. nhập vào 3, 4, 5. Ok. Mình đã quay trở lại và lại ngại với sức ăn. Thầy ơi, thầy vẫn lên tầng 2 à thầy? Không, thầy vừa phi sang bên cạnh làm nhà bố mẹ thầy làm ngay một cốc nước chè rồi. Vừa rồi Tuấn Hải đã phun điểm bài này. Nguyên Khang làm sao mà đã đang vẫn đeo kết quả khác đáp án. Khang chia sẻ lại màn hình. Vâng. Các bạn lưu ý chấm các bài phải đạt được điểm cao nhất trên hệ thống thì mới được nhá. Thầy hệ thống đang chấm bài của Trung. Trung Lan. Alo thầy ơi, em xem bài à?
À, cho chu vi ở cái dòng số à trong khai báo ABC đều là kiểu số thực à? Dạ, đúng rồi ạ. À, cuối chương trình cuối ghi tên không? Ủa, phải return không à? Bởi vì cái thằng Những bài có double double là phải return không hả thầy? không phải, bởi vì cái thằng in-t-main của mình bản chất của nó là một hàm. Rồi, chạy thử lại chương trình sao? Ủa? R R không ghi hoa. Ok. Rồi để xem em còn chỗ nào. Chu vi diện tích. À, đưa thằng diện tích ra trước rồi chu vi ra sau. Chu diện tích ra trước, chu vi ra sau. Bởi Ồ, vì hóa ra sai vậy thôi. trong đề bài người ta hỏi là đưa diện tích và chu vi ra. Dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ. Cái tâm mỗi lần Nguyên Khang nộp lên thì nộp sai hệ thống sẽ trừ của em 0,1 điểm. Dạ. Đấy là cái đau đớn nhất thế giới ạ. Sau này các bạn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, trước khi đưa ra sản phẩm cho khách hàng thì sản phẩm nó phải hoàn thiện nhất có Phải thể. đi play test, phải đi test thử ạ. Đúng rồi. Nhưng mà nó test test ra đáp án đúng mà, chỉ là sai vị trí thôi. No one Đúng rồi. Ok. À, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm nào, có ai gặp khó khăn ở đâu thì cares. rồi như vậy thì với bài số 11 thì Trung vẫn đang bị èo. Trung cũng đang báo kết quả các đáp án Trung sửa lại nhé. Không. Con nói không hiểu là sao luôn thầy. Trung chia sẻ lại màn hình đi. Vâng ạ. Các bạn cứ mạnh dạn này chủ động chia sẻ bài làm này, chia sẻ màn hình. Máy nó đen rồi thầy. Online đi rồi. Ừ, thế sao để mấy cái comment trên kia? Comment đấy trên cái thằng online giữa GDP này nó có sẵn Không xóa đi. Ủa, thầy thấy chương trình đúng rồi nhỉ? Em thử chạy thử với bộ số là 345 thì nó ra cái gì? Hai mươi một này đúng không ạ? Em thêm cái dấu sọc sọc ở không quay quay lại chương chương trình của mình ấy, vào thẻ main ấy. Ở cái dòng số 16, 17 em thêm hai dấu sọc sọc theo chiều dấu chia ấy. Ở trước để ẩn nó đi. Đầu dòng ấy. Có tự hay nhà phong nghiên. Đấy. Ẩn nó đi để chạy bằng cơm, tức là chạy bằng tay. Tí nữa nộp bài thì ta lại bỏ dấu sọc rồi đi. Không biết mà. Rồi bây giờ em nhập chương trình với bộ số 345 xem nó ra cái gì. Tại sao lại có chung điểm dài kia? Như vậy thì Có hiện điểm tại đâu? nó đang bị tính S và P bị sai đúng không? Đó. Ở cái dòng số 20 em sửa lại là P trừ P nhân P trừ A nhân P trừ B. Chỗ đăng thì đây cũng sẽ P trừ A. trừ A Rồi, cái đó đúng rồi. Nhân P trừ này B. Ừ, đúng rồi. trừ B Đúng ấy. Tự nhiên là thì lấy nửa chu vi trừ sao? lần lượt lần lượt các cái cạnh còn lại. Thử lại với tam giác 345 là tam giác Pythagore, là một trong những tam giác rất dễ nhớ. Có cạnh hơi. Pitago Ủa? 6.0 Như vậy 0.0 nó báo như vậy nó tính ra vừa bằng bằng 6 thì đã đúng, nhưng mà cái thằng kia nó bằng 0. Tại sao nó bằng 0 nhỉ? Sau khi nhập ABC Chào mom.
Có ai cứu bạn ấy được không? C in A, B, C. Ta gắn P thì bằng là A cộng Nhưng mà B. giới thành người ta, bạn này có tính như đấy không? Tính gì? Bạn này có tính cái chu vi đâu? À đúng rồi, chu vi ta em thay ở khoan dừng nhé. Đấy, cái chỗ đấy thì em đúng rồi, cảm ơn. Chỗ này ở cái dòng số 19 em cho tụt xuống, em gắn chu vi thì bằng Đây 20. à. Đấy, chu vi bằng A cộng B cộng C cũng được. Đấy, khi cốt chương trình lên thì các cao thủ nhìn cái sẽ phát hiện ra được. Vậy thì bước 1 là khai báo các biến cần thiết, làm việc với tệp, nhập dữ liệu, tính toán Rồi và à. đưa ra kết quả. Khi nộp bài nhớ bỏ cái dấu song song ở cái dòng số 15, 16 đi, à 16, 17 đi nhé. Vâng ạ. Nhiều cao thủ khi copy đây. Okay, sau đây là lại copy thiếu này, nộp chương trình biên dịch lỗi giống như cái này Trung bảo là tại sao bài kia em nộp mà nó bị èo. Ấn Ctrl A xong xóa tất cả nhé. À. Ấn Ctrl A để sẽ chọn toàn bộ. Ủa, click chuột lại. Nó bị đơ thì. Để Ctrl rồi, bây giờ bỏ cái sóc sau ở dòng số 8 đi. Số 8, số 9, hai cái xong rồi. Rồi, xong cái đầu bài. Ok, rồi xin mời các bạn khác chia sẻ về bài làm của mình nếu gặp khó khăn gì ở đâu. Rồi như vậy thì qua cái phần bài làm như trên thì ta nhận thấy rằng là để viết được thành một chương trình hoàn chỉnh, các em cần phải nắn nót trong từng thao tác khai báo các biến cần thiết, tính toán các giá trị của biểu thức và sau đó ta đưa các kết quả theo đúng thứ tự đề bài mà người ta hỏi nhé. Ủa sao các bạn đã bay màu ra ngoài rồi? Rồi tiếp đến thầy trò mình sang bài số 12 nhé. Bài số 12 là một bài rất chỉ là nhạt. Chúng ta có một cái bài toán khá hay. Bây giờ thì ta có cái bài là người ta cho input đầu vào là giờ, phút và giây, hãy chuyển nó sang đơn vị là giây. Ta cùng vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là các bạn đã nộp bài ở đây rồi. Hiện tại thì đang có Khang, có Tuấn Hải, có Quang Trung, rồi Đăng đâu và cả Đạt đâu và các bạn khác. Cứ mạnh dạn làm bản đồ bài nhé. Tiếp đến ta sang bài số 12. Bài số 12 đây là một bài khá hay và yêu cầu ta làm quen với cái kỹ năng đặt tên các biến. Ở bài toán này người ta cho các giờ, phút và giây. Người ta hỏi hãy chuyển nó sang đơn vị là giây. Bây giờ các bạn hãy cho thầy biết 1 giờ thì bằng bao nhiêu phút và 1 phút thì bằng bao nhiêu giây. Trả lời được câu hỏi đấy. 60 60 60 Ok. Như vậy thì ta có 1 giờ thì bằng là 60 phút và 1 phút thì bằng 60 giây. Thế 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 3.600. Bằng 3.600 giây. Rồi như vậy thì ta nhận thấy rằng là để đổi từ đơn vị giờ sang giây, đơn vị phút sang giây thì ta có, nếu thầy gọi A là số giờ, B là phút, C là giây thì output của ta ta sẽ thực hiện là đưa thằng S là số giây. Đơn vị là giây ra. Vậy thì với cái bài toán này thì các bạn sẽ có cái kỹ năng đặt tên biến. Người ta hãy nhập vào giờ phút giây, có bạn thích thì x, y, z, có bạn thích là MNP, có bạn thì đặt tên là giờ phút giây. Còn Con đặt tên là hour minute, được sắp tiền ạ.
Giời. Ừ, cũng được, khả năng sử dụng tiếng Anh cho tốt. Vậy thì ta sẽ nhập A, B và C tương ứng với số giờ, phút, giây. Và ở bước 2 ta sẽ thực hiện đổi để sang giây. Để đơn vị sang giây, nếu thầy gọi S là tổng số giây thu được, thì theo các bạn S nó sẽ bằng A nhân với mấy? Các bạn comment cho thầy biết hay hoặc là bật mic lên cho thầy biết. À, vừa thấy Phúc An bay vù cái ra ngoài là đã vào lại được rồi. Nếu A là số giờ thì theo các bạn thì khi đổi sang giây thì S nó sẽ bằng A nhân với mấy? Anh Vũ cho rằng 60. Xin mời các bạn cho ý kiến luôn. Quang Trung, Đạt, Tuấn Hải, Khang. 60 giây và ngon nghỉ thêm. Các bạn khác nữa nào? Hãy cho biết A đơn vị nó đang là giờ, khi đổi nó sang giây thì ta nhân với bao nhiêu? Nhân 3060 à thầy? Chắc nó nhân với 3600. Rồi bây giờ thầy gọi B là số phút thì B nhân với bao nhiêu? B nhân với 60 à thầy? B nhân với 60 cộng với C là số giây, và cuối cùng là ở bước 3 ta đưa cái biến S ra. Đấy. Vậy với mỗi bài toán này thì ở chỗ đây thì Phúc An và các bạn nhận thấy rằng khi phân tích một bài toán thì ta luôn có thói quen đặt tên biến, chọn kiểu dữ liệu cho biến, biết được bài toán này cho cái gì và cần tìm cái gì và tìm như thế nào. Sau đó ta tổ chức chương trình thành các bước một cách rõ ràng và sau đó ta làm việc. Các bạn chờ thầy tí. Rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi, cái bài làm của con thì hãy lưu ý rằng là câu lệnh cuối cùng của chương trình này chính câu lệnh return không nhé. Return 0. Cảm ơn thầy nhiều. Ok, nó hoạt động được rồi này. Từ 1 phút 30 giây không 1 giờ 30 phút 0 giây thì chuyển qua giây còn 5.400 giây ạ thầy. Rồi, ok. Đấy, như vậy thì mình ở cái bài này thì hướng dẫn các bạn cách đặt tên biến, cách tính toán giá trị của biểu thức. Rồi, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm. Trong lúc các bạn ấy thì thầy sẽ tạo tài khoản tiếp tạo mật khẩu cho tiếp cho cái bài toán này PT12. Lưu ý rằng thì kết quả của bài toán nó nhân với 3600 nên kiểu kiểu dữ liệu của nó có thể tràn so với kiểu dữ liệu INT. Do đó cái biến kết quả của mình nên chọn kiểu dữ liệu là kiểu long long. Các bạn lưu ý chỗ ở điểm đấy nhé.
Rồi xin mời các bạn Tuấn Hải chia sẻ lại bài này nào. Bài đổi giờ phút giây. Rồi con làm thêm pre-open vào chương trình đi. Nothing happened. Rồi, ok. Khoan dừng. Nhập giờ, phút, giây. Số phút thì bằng số phút nhà, tức là bạn sẽ convert tất cả sang phút, sau đó từ phút bạn lại convert sang giây, xong cộng với số giây vào. Được, ý tưởng rất lớn. Thầy có thể cho con một ví dụ không thầy? À, cho 1 giờ 15 phút 00 giây. Một 1 giờ 15 không không. không giây thì kết quả sẽ là gì à. Ta nhận thấy như sau, 1 giờ thì bằng 3.600, 15 nhân với 60 thì nó sẽ là bằng 900, 3.600 cộng 900 thì nó sẽ là 4.500. Đấy là kết quả nó ra được. Đấy là còn ngoài ra thì ta nên sử dụng máy tính để tính toán cho nó hiệu quả. Rồi xin cảm ơn Tuấn Hải. Thầy có test chưa thấy? Chờ thầy 1 giây. Ta đang rồi xin mời các bạn làm tiếp với cái bài toán này. Chờ thầy 1 giây. Chờ thầy 1 phút, không phải chờ thầy 1 giây ạ. Sao biết? Tại vì thầy đã, con đang chờ thầy cho gần 1 phút ạ. À, thế thì chứng tỏ Tuấn Hải chưa nghe cái bài hát à. Hãy chờ chờ anh 1 phút nữa, 1 phút thôi, nhưng 1 phút này kiểu giờ quốc tế không? Đây, con nhập. Ai muốn sai bài. Sao Hay đúng bạn. không? Mình là bằng 2 chứ. Chờ 1 phút nữa thôi là xa luôn rồi. À, các bạn khác, các bạn tích cực làm bài nhé. Qua từng bài học, qua từng buổi học thì qua từng ví dụ thì các bạn sẽ có những kỹ năng làm việc hiệu quả. Có bạn bảo là thế, thấy sao thầy không dạy hết một loạt các cái cấu trúc sau đó quay ra làm bài tập. Trên thực tế thì trong cái quá trình dạy thì thầy mới phát hiện ra là
Cái việc đẩy chương trình lên sớm quá thì dẫn đến các bạn hay bị choáng ngợp các cái lượng kiến thức và dẫn đến sau này các bạn mất đi cái gọi là cái đam mê lập trình, bởi vì các bạn nghĩ rằng cứ tưởng lập trình là nó như thế này như kia, ai ngờ nó quá khó hay nó quá dễ hay gì gì đó. Mục tiêu của chúng ta là bây giờ đang học cách tiếp cận bài toán, có kỹ năng đặt tên biến, có kỹ năng làm việc với tệp, kỹ năng đi chạy thử chương trình. Đấy. Và khi với mọi bài các bạn đều làm và chấm một lần duy nhất, các bạn phải hình dung là khi mà mình code xong trên máy này, mình chạy thử này, mình ra kết quả đúng này, sau đó mình lại nghĩ ra bộ test khác này. Đấy. Mà thấy chạy ra kết quả nó vẫn đúng thì nó mới ngầu. Và sau đó các bạn chấm bài phát lên trên server thấy nó phun điểm lên top 1 luôn. Đó là những cái kỹ năng ban đầu các em cần đạt được qua cái hệ thống bài tập phần cấu trúc tuần tự. Sau khi có xong phần này rồi thì thầy trò mình có thể đi các cái giải thuật, các thuật toán. Nhưng cái mục tiêu cuối cùng của mình là phải làm được bài, phải tự làm được. Nên các em cố gắng lên, sắp có test rồi. Sắp có Sắp test sinh ra các rồi. Không. Nó đang ở trong cái camera ấy của tôi đâu. Số 7 á, chưa tập hết không ạ? Con đang chia sẻ ạ. 7 8 Đây là bài đầu tiên. Ok. Rồi bây giờ xin mời các bạn nộp bài lên trên hệ thống được rồi nhé. Xin mời các bạn nộp bài TT12 lên trên hệ thống. Em What the hell I meant no way. Rồi, xin mời các bạn nộp lên hệ thống, nó đang chấm bài để thầy xem nó đang chấm thế nào. Nãy giờ thấy cái gì mà vào chấm ạ? Sau này thầy có điều kiện thầy phải nâng cấp con PC, con máy tính của thầy lên. Con máy của thầy nó đẹp. Thầy không có, thầy muốn nâng cấp PC ạ. Hôm nào có điều kiện nâng cấp lên một con máy tính cho nó đẹp lộng lẫy lên. Con máy này Máy của thì làm sao ấy thầy? máy của thầy nó chạy nhiều tác vụ quá. Bình thường thầy đang chạy RAM 16 GB rồi nhưng mà vẫn không lại được. À. Chắc là thầy phải mua, vì Wow, cái tắt rồi. CPU của nó hơi yếu, không có card hình cạch rời. Các bạn nộp bài 12 lên được rồi nhé. Bài 12 đã có test ở trên hệ thống. Con sẽ chờ đến bao giờ cái màn hình thầy hiện hiển thị con 27 gì? Đây đang chấm bài của Nguyên Khang. Tuấn Hải nó chấm xong rồi. Đây thấy đang chấm bài của Nguyên Khang rồi. Châu Phúc Phúc An cứ quan sát cách các bạn làm bài để làm quen nhé. Có lẽ tuần này thầy đang đi làm thi ban ngày nên chưa có thời gian để kèm các bạn này, mới học buổi đầu được. Bây giờ làm bài 12 đúng không thầy? Bài 12 nộp lên được rồi, bài 12 đã có test trên server rồi. Vâng. Ừ, xin mời các bạn chia sẻ bài làm. Hiện nay thì bài 12 đã có Nguyên Hai Khang, bảy điểm. Tuấn Hải rồi. Ok. Hai bảy điểm. Ngồi.
Rồi, xin mời các bạn chia sẻ màn hình nào. Xin mời anh Vũ rồi What the? An đã làm Bố con nó mới điểm vào trước. Ừ. Tôi mới thấy con ngầu không? Quá ngầu. Thấy thì chắc phải có A71, A70, A71 đâu. Hôm nay mới chỉ có 3 bài mà có người đã 75 điểm ạ. À đây các chị làm cái bài trong phần rễ nhánh. Đúng là làm hôm tới mình cũng, hôm tới thì ta sẽ sang phần rễ nhánh thì ta, tuy nhiên ở cái phần này các bạn cần làm theo đúng tiến độ. Rồi hiện tại thì trên server có Đăng, có Khang, có Tuấn Hải đã nộp được bài. Dũng đâu, Đạt đâu, mạnh dạn lên. Vâng ạ, hai bài diễn và bài mới cũng rất hay. Ok. Tại vì không tối ưu ạ. Các em lưu ý rằng là trên server nó có cái phần thống kê nội bài. Ở cái phần thống kê những bài này thì các bạn sẽ nhìn thấy các bài làm của mình, số lượng bài mình của các em nó nằm ở đây nhé. Đấy, đạt nó về ở đây. Để các em có cái hệ thống bài tập rồi, các em cố gắng kết nối lên trên server. Hệ thống server sẽ thống kê cái tiến độ làm bài của em. Tuấn Hải đang nộp. Có được bao nhiêu thầy? Vâng ạ. Đấy, okay, để cho. 101% ạ. Đang chấm bài tại Tuấn Đăng. Các bạn cũng có thể vào cái chữ bài nộp này để xem các nhóm khác đang nộp bài gì. Mọi người cũng đang nộp bài trên hệ thống. Ở trên đây có lịch sử chấm. Có những bạn 12 giờ trưa vẫn thấy nộp bài. Con thì dậy rất là muộn ạ. Các bạn hai giờ trưa vẫn nộp bài. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhá, để chúng ta nhanh chóng giải quyết được cái hệ thống bài này. Vậy thì với cái bài toán như trên, các bạn thấy rằng ở bài này người ta cho giờ phút giây, vậy thì các bạn nên chọn cho nó các biến. Ở đây thì ta lưu ý rằng biến s của ta biến s nên chọn chọn kiểu dữ liệu là long long. Lý do tại nó tại sao ta phải chọn nó là kiểu long long, bởi vì biến s này bằng tích của các số nguyên khác. Thông thường nếu biến a của thầy thầy cho lên tới 10 mũ 9 thì thằng 3600 nhân 10 mũ 9 nó sẽ vượt quá 10 mũ 9 và khi đó nó sẽ lên tới tận 10, nhỏ nó bằng 10 mũ khoảng 12 13. Vậy thì khi đó biến s của ta phải thuộc kiểu dữ liệu long long. Hãy nhớ đấy điều đấy nhá. Và khi đó với cái bài toán như trên, cái chỗ này các bạn phải ghi 1 ll nhân đây 1 ll nhân thằng này cộng với 1 ll nhân với thằng này. Đấy. 1 ll là sao vậy? À, lý do tại sao? Bởi vì với một số khi nhân với một số khác thì nó sẽ phải lưu trong một kiểu dữ liệu có kích thước lớn hơn. Và kích thước lớn hơn kiểu dữ liệu INT đó là kiểu long long. Nhá. Vì khi ta lấy A bằng 10 mũ 9 nhân với 3600 thì nó vượt quá 10 mũ 9. Bởi vì kiểu INT thì nó chỉ chứa lên tới 10 mũ 9 thôi mà.
Vậy là với gợi ý ở phần này thì ta nhận thấy khi chọn kiểu dữ liệu cho các biến, hãy cân nhắc xem giá trị tối đa, giá trị lớn nhất của nó là bao nhiêu thì sẽ chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp. Giá trị của nó thuộc kiểu nguyên hay kiểu thực để ta chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp. Và bên cạnh đấy ta có một kỹ năng phụ là kỹ năng đặt tên biến cho các biến. Có hai trường phái với các bạn học sinh vừa ở thầy khi đi học thường các bạn có thói quen. Một là đặt tên biến rất ngắn gọn. Hai là đặt tên biến phản ánh đúng nội dung của biến, giống như là ta đã đặt tên biến giờ, phút, giây bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được nhé. Sau này trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, thường các bạn đặt tên biến theo ý nghĩa là tiếng Anh. Rồi, bây giờ ta đã xong bài số 12, bây giờ chúng ta sẽ nhảy sang bài số 13. Hôm nay thầy trò mình dành nhiều thời gian hơn một chút nhé, để thầy trò mình tăng tốc. Hôm sau Phúc Anh Phải speed run ạ. là kèm riêng. Tiếp đến bài số 13, đề bài là cho A giờ, B phút, C giây. Thầy Thành bắt đầu chạy từ nhà đến trường. Nhà thầy cách trường của thầy khoảng tầm 3 cây. Thầy xuất phát lúc 7 giờ, 0 phút, 0 giây. Thầy đến trường lúc 7 giờ, 15 phút, 20 giây. Bây giờ người ta hỏi rằng tổng thời gian chạy của thầy là bao nhiêu giây? Đấy, đã có cái bài toán. Vậy thì với cái bài toán này, quên thầy chụp lại cái đề cái đã. Các bạn ở cái khu vực có xe buýt bảo sao thầy không đi xe buýt mà chạy bộ làm gì? À, thầy chạy bộ cho nó khỏe giàu. Này. Ở phần này chúng ta sẽ có cái bài tập là đổi đơn vị, các mốc đơn vị thời gian sang các đơn vị khác. Bài trước ta đã đổi sang giây, bài này ta xem ta sẽ đổi sang cái gì nhé. Đầu tiên ta xác định lại bài toán. Phúc An, Đạt và anh Vũ và các bạn nhận thấy với cái bài toán như trên chúng ta nhận thấy như sau. Đề bài là cho A1, B1, C1, A2, B2, C2 lần lượt là thời điểm xuất phát và thời điểm đi qua vạch đích. Và bây giờ người ta hỏi xem là thời gian chạy của thầy là hết bao nhiêu giây. Như vậy thì bài toán này thì ta có sẽ nhập A1, B1, C1, A2, B2, C2. Người ta hỏi là thời gian chạy của động viên là vận động viên là bao nhiêu giây. Vậy thì ta đưa S là số giây chạy. Ví dụ thầy chạy từ lúc 7 giờ 5 phút 0 giây. Thầy chạy đến trường là lúc 7 giờ 6 phút 0 giây. Như vậy thì thầy chạy hết có mất có mỗi 1 phút. Và tổng số giây thầy chạy đó là 60 giây. Đấy. Thầy lấy một cái ví dụ ghi rõ ở đây. Ví dụ thầy Thành chạy ra khỏi nhà lúc 7 giờ 6 phút 0 giây. Và thầy đến trường lúc 7 giờ 10 phút 0 giây. Thầy đây thầy lấy ví dụ để thầy tính nhẩm cho nó dễ. Vậy thì các bạn hãy comment cho thầy biết tổng số giây thầy đã chạy là bao nhiêu giây. Các bạn comment vào cửa sổ chat nhé. Xin mời Phúc An, xin mời anh Vũ, xin mời Tuấn Hải. Hãy cho biết nếu thầy ra khỏi nhà bắt đầu chạy từ lúc 7 giờ 6 phút 0 giây, thầy đến trường lúc 7 giờ 10 phút 0 giây. Hỏi thầy chạy hết bao nhiêu giây? Thầy là vận viên ạ. À, thầy đây, có thể 40 giây ạ. rồi có bạn rồi các bạn comment vào cửa sổ chat để ta lưu vết lại xem câu trả lời của các em như thế nào. Xin mời các em. Rồi anh Vũ cho rằng là 180 giây. Thầy chạy 6 4 giây là 4 nhân cả 60 là 240 giây ạ. Đây là ví dụ mà bố. Rồi và như vậy thì Tuấn Hải và Phú An đều cho rằng là kết quả là 240 giây. Tuấn Hải cũng sau khi tính nhẩm nhân rất chi là ngầu và ra được là 240 giây. Rồi xin cảm ơn các bạn. Và như vậy thì ta nhận thấy luôn được rằng là chung cũng cho là 240 giây. Đúng như vậy. Để tại sao ta biết bằng 240 giây? Thầy có rất nhiều cách tính, nhưng để cách tính tổng quan nhất thì thầy sẽ gọi T1
Ở đây thì sẽ nhập A1, B1, C1, A2, H1, H2, H3. B. Rồi. Bây giờ thì thầy sẽ thực hiện gọi T1 là thời gian xuất phát. Thầy gọi T1 là thời gian xuất phát. Vậy thì T1 của thầy là sẽ bằng là thay đổi nó sang mốc thời gian là giây. Thấy thầy tại sao có trên màn hình con lại có một cái đồng hồ nó kêu là không 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 2.00 2.00 À, tức là đồng hồ theo kiểu điện tử á. vâng ạ, Không không, 2.00, 2.00. hết quả hồng luôn. Rồi, chúng ta hãy quên nó đi. Ừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy thì đầu tiên ta sẽ đổi các cái mốc thời gian sang đơn vị là giây. Ở đây các bạn nhận thấy như thế này. Cái lúc mà thầy Thành bắt đầu chuẩn bị chạy từ nhà đến trường ấy, thầy xuất phát từ thời điểm T1. Thầy phi đến trường lúc thời điểm T2. Các bạn có thể tính theo thời gian thầy chạy hay thầy lăn cũng được. Như vậy thì rõ ràng thì ở cái mốc thời gian như thế này, để tính được cái khoảng thời gian T đi từ đây đến đây ấy, thì rõ ràng nếu mà thầy tính được cái mốc thời gian T này, T1, thầy tính được thầy mốc thời gian T2, thì thời gian T của thầy là cái đoạn này thì nó sẽ bằng thằng T2 trừ T1 nhá. Vậy thì ở đây thì thầy gọi T, thầy sẽ đổi mốc các đơn vị sang là giây. Thầy gọi T1 sẽ bằng là đổi sang đơn vị là giây. Sau đó thầy đổi từ T2 là cái thời điểm thầy đến đích sang đơn vị là giây. Và khi đó ở bước 3 thầy gọi T là thời gian, thầy hay gọi S là cái thời gian đã đi. Đã đi thì S của thầy nó sẽ là bằng là thời gian đi đến đích trừ đi thời gian xuất phát, mốc thời gian xuất phát. Thì khi đó S chính là kết quả của bài toán. Vậy chỗ này các bạn đã hình dung được chưa? Với cái công việc đổi giờ phút giây như trên. Rồi, như vậy thì với cái bài toán tính thành tích chạy như trên thì các bạn nhận thấy để biết được cái thời gian mà ta đi đến đích thì ta sẽ đổi cái thời gian, cái mốc thời gian xuất phát sang đơn vị là giây, mốc thời gian xuất phát đơn vị là giây. Sau đó ta đổi cái mốc thời gian đi đến đích đơn vị là giây, và khi đó ta lấy cái thời gian T2 trừ đi thời gian T1, đó là chính là tổng thời gian ta số đơn vị là giây. Ta đã đưa chạy ở trên đường nhé. Vậy thì qua cái ví dụ này thì ta có nhận thấy ngay được rằng thằng T1 của mình nó sẽ bằng 7 nhân với 3.600 cộng với 6 nhân với 60 cộng với 0 đấy, và nó sẽ bằng, các bạn trở về với cái calculator này. Thì ta có 7 nhân với 3.600 bằng ủa? Thầy tự vẽ màn hình mà thấy. Bằng 7 nhân 3.600 là sẽ bằng từ này cộng với 6636 là 360 bằng là 22 là từ này. Được rồi, thì gọi T2 là mốc thời gian khi đi đến đích thì cộng 10 nhân với 10 thì thầy có 7 nhân 3.600 bằng 2.000 cộng với 10 nhân với 60 bằng là 600 bằng là 25.800.
Đấy. À, khi đó tổng số thời gian giây t của ta là bằng sẽ là bằng mốc 2 trừ đi mốc 1 và nó sẽ là bằng là 25800 trừ đi 255 60 và nó sẽ là bằng là 240 đơn vị là giây. Đấy. Nên đó là cái cách để ta tính cái tổng thời gian số lượng giây kể từ thời mốc thời gian A đến mốc thời gian B nhé, mốc thời gian số 1 đến mốc thời gian số 2. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ giải quyết tiếp cái bài toán của chúng ta như sau. Như vậy thì với cái mốc đổi như trên thì các bạn nhận thấy rằng ta cũng ép nó sang các kiểu dữ liệu nhé. Ta ép nó sang các kiểu dữ liệu là kiểu đong long và biến T1, T2 ta cũng chọn kiểu đong long nhé. Như vậy thì với những cái bài toán có tính chất mốc thời gian, ta để thay vì việc ta lấy số giờ trừ số giờ, số phút trừ số ít, số giây trừ số giây thì nó chỉ đúng được một phần thôi. Thì các bạn sẽ thực hiện công việc là đổi tất cả nó về một cái mốc thời gian chung. Thông thường ta đổi nó về đơn vị là giây. Sau đó lấy thằng giây lớn trừ thằng giây bé thì ta thu được cái khoảng thời gian nó đã tiêu tốn. Và khi đó nếu người ta cần đổi sang đơn vị giờ phút giây khác thì các bạn đổi ngược trở lại nhé. Đúng là xin mời các bạn là làm bài trên. Thầy gửi lại thuật toán. Họ bunny. Rồi, xin mời các bạn chia sẻ bài màn hình bài này cho bài toán này. À, xin mời các bạn chia sẻ màn hình nào. Mạnh dạn thì chia sẻ màn hình cướp sóng. Thì mời Trung Dũng Đăng Ngài Khang Anh Vũ. Vừa thấy chung được bài 11 thì đăng. Rồi, bài của Đăng làm là bước đầu tiên khai báo các biến cần thiết. À, làm việc với tệp, nhập các cái biến giá trị, sau đó ta thực hiện tính toán các giá trị là các mốc thời gian, sau đó ta thực hiện giây là số lượng thời gian đã thay đổi là bằng lấy thằng lớn trừ đi thằng bé và cuối cùng ta đưa ra kết quả của bài toán. Rồi bây giờ em chạy thử chương trình xem sao. Thử lấy một cái mốc thời gian em ra coi nhà lúc buổi sáng. Đang nghĩ thời gian là ớt lạnh chạy thử. Nhau ạ. Mày già lên. Có khi không ai học đến 10 giờ. Đúng ạ. Lại khác một cách gì? Nào cứ lấy một cái mốc thời gian này. Đang cho thầy bò từ nhà đến trường hay sao hết hẳn 3 tiếng rồi cứ chạy mạnh dạn đi. À, em sửa chữ không không chỉ thay nó bằng số không thôi nhé cho nên Bố ơi bố, đi từ nhà đến trường mất 3 tiếng. à,
3 tiếng 3 nhân với 3.600 thì nó sẽ ra được như vậy. Ủa? 3.600, 3, 6, 18, 3, 1 là 3, nhớ 1 là 4. Ta quay lại cái chương trình, sao nó lại ra được số lạ thế nhỉ? A nhân 3.600 B nhân với 60 C nhân với rồi. Như vậy thì lúc 7 giờ 0 phút 0 giây đi đến lúc 11 giờ, à từ 7 giờ cho đến 11 giờ là 4 tiếng à. Đúng rồi, 4 tiếng. Lấy 4 nhân với 3.600 thì sẽ là à, thế kết quả đúng rồi, nó ra được là 1400, là 14400. Rồi, hoàn toàn chính xác. Thầy xuất phát ra khỏi nhà lúc 7 giờ 4 3 giờ. Chín ngàn hết 8 giây. Rồi xin cảm ơn em. Xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình nào. Xin mời các bạn khác mạnh dạn chia sẻ màn hình nào. Bài 10, bài 13. Bài 3. Các bạn mạnh dạn chia sẻ bài làm của mình nhé, không gì phải ngại. Học với thầy là cứ chủ động, không có gì phải ngại, bởi vì sau này mình ra ngoài mình chủ động sáng tạo thì mình mới có cơ hội việc làm lương cao. Chủ động sáng tạo. Thầy có hiểu cốt của con không? Chờ thầy 1 giây, thầy xong nốt. Giờ phút giây, giờ phút giây rồi, giây thì bằng là giờ cộng phút nhân lên, rồi giờ vào phút giây, sau đó lấy 2 cái giây. Ô thế của con đang còn thiếu một cái, đó là cái thằng S1 với S2 nó phải cộng vào cùng với 2 cái dòng đấy, cái dòng số 8 số 9 ấy, con nối tiếp thằng S1 S2 vào cộng vào cuối biểu thức đấy. Đấy, bởi vì số phút nhân với 360 cộng với số giờ nhân với 3.600, con phải cộng với số giây ban đầu nữa, cái thằng S1, S2 ban đầu nữa. Nên ở cái dòng cuối dòng số 8 cộng S1, cuối dòng số 9 cộng S2. Cuối là phụ chính và phụ bắt đầu từ 7 giờ 5 phút và kết thúc tại 7 giờ 55 phút. Quá đà heo. Kiểm tra lại code chương trình xem. Bây giờ là do em đang chạy bài số 15. Em nháy chuột phải vào bài số 13, chọn Active Project. Nháy chuột phải vào Project ấy. Project bài 15. Nhá không, nháy chuột phải vào chữ TT bài 13. Bên trên. Đấy, nháy chuột phải, chọn dòng trên cùng. Activate project. Chạy lại lần nữa. Nên có một cái lưu ý, đó là trong mọi thời điểm tại khi chạy thì ta chỉ làm việc với một project, ta vào file chọn Close Project để đóng các project, không làm việc với nó nữa. Thì điều này có nghĩa là tránh bị mình là cứ code càng sửa càng sửa càng sai. Lý do là cái code chương trình nó chạy và cái khác. Bắt đầu từ 0 giờ đêm và đến trường từ 7 giờ sáng. Nửa đêm thầy ra ngoài, ô con nó bắt thầy thì sao? Thì
Nó trong 12 giờ đêm nó bắt thầy bò từ nhà đến trường hay sao đấy này. Không mấy đâu chân ạ. Thế thì thật là nguy hiểm. Hãy thử các test, sau đó khi lập trình ta luôn có một cái máy tính cầm tay ở bên cạnh để ta thử xem cái kết quả của bài toán đã đúng chưa bằng cách lấy máy Casio. Vừa rồi nó bị tràn kiểu dữ liệu do mình chưa ép sang kiểu long long. À, bài số 13 đã có test, xin mời các bạn nộp bài số 13 lên trên server. Long đây chỉ xin free up nữa thôi. Free up and bài số không may mắn chấm input. Ok phải read phải xin xuống dòng copy paste. Rồi, hệ thống đang thu bài của Nguyên Khang. Trời ơi, lag quá. Mỗi đứa mấy mỗi lần các bạn sắp bài lên server là server của thầy chạy. Thật là. Thầy ơi, thầy. Thầy ơi. Sao em cho nó đi. Server thầy. Cái bài này là ví dụ thì phải đặt ra là gì ạ? Ví dụ của cái bài 13 là gì ạ? Để con test à? Từ lấy mốc thời gian khi nay ông Tuấn Hải ông cho thầy xuất phát từ lúc 0 giờ 0 phút 0 giây, thầy bò đến trường là lúc 7 giờ 0 phút 0 giây. Nghĩa là ghi 0.00 và 7.00 à? Không, ghi 0 cách 0 cách 0 rồi đến 7 cách 0 cách 0. 0 cách 0 cách 0. À, đây thầy 0 cách bảo 7 không? Cách 0 cách 0 nữa. Tức là nhập giờ phút giây xuất phát giờ phút giây. Nghĩa là ghi là 000 cách là tiếp lại 700 à? Ờ, nhưng mà tất cả các số đó đều trên một dòng là phải cách nhau nhé. Không cách không cách không chứ. Vì nó không tương ứng với là x1, y1, y2, y2. Rồi là quên là A1, B1, A2, B2. Rồi ta cùng xem kết quả của các bạn đang nha. Như thế nào? Nó ra cái gì tận 2797200 ấy. Ừ thì đúng rồi, nó sẽ là bằng 7 nhân với 3600. Thầy xem một con cái nha. Lấy mẹ để thầy lấy máy tính thầy nhân xem 7 để nhân với 3600 giây thì sẽ là ra 25200 đúng không? Không ạ, nó ra là 2797200 ạ. À. Rồi thế thì nó giao diện khác. Rồi xin mời Trung chia sẻ lại bài làm xem nó bị lỗi ở đâu nào. Vâng ạ. Các bạn khác đơn đăng ký tham gia giải tình cờ. What? Đúng rồi, bây giờ chạy chương trình nào mở file in ra xem kết quả. Đấy, thầy bật đi phục vụ làm thi nên chưa up video bài giảng lên trên kênh YouTube để cấp. Hôm nay sắp hết rồi bố ạ. Rồi xong rồi thầy. Em chạy thử lại chương trình nào, chạy thử với bộ số nào. Mở file in ra. Cá nhân nhé bố. In nè, in phút đề à? Cá nhân khách. Được không thì? Họ và tên Lê Tuấn à? Anh in Lê này. 5. Đúng rồi. 5 sinh công nào? Ủa sao thầy chạy hết? Đó là A1, B1, C1, A2, B2, C2. À, A1 nhân với 3600. À, cái chữ không phải 111, nó là chữ 1LL nhá.
đâu ạ? Đấy, tất cả chữ 11 đấy, nó ghi là chữ 1 và 2 chữ L. 1 là L. Đấy. Nhìn nó dấu số 1 quá. Công nhận. Lớp Ở thấy là đỡ có trường. tí. Bây giờ mình đỗ với Đức Thành, nhưng mà cái trường lớp thì mình điền là đăng ký Đấy trước thầy. Ừ. Nhà con có tí việc cho con nghỉ sớm một tí ạ. Rồi, ok, Phương Lan. Nhớ thầy Vâng, liên hệ lại với Mami để cho kèm con riêng để con học kịp với các bạn nhé. vâng. Bye Phương Lan, hẹn em vào buổi khác. Vâng. 2520, đúng rồi ạ. Rồi, ok. Nguyễn Chất Thành. Bây giờ con nộp bài nhớ copy đầy đủ và Bạn đừng tôi công biên bố dịch. Rồi, chị là chính. Rồi che ạ. che bài xem Email bài nào như nào nào. Kim Lê công bố. Vâng ạ. Rồi bài làm bây giờ thì trên bài làm bài số 13 thì đang nó đang có Khang có Tuấn Hải đã nộp một phát đã được full điểm, các bạn khác chung nhé và các bạn cũng Alo. được lên. Hè Cố gắng lên, các bạn hình dung là nước lên thuyền cũng lên, mình nộp thêm được một bài thì mọi người khác cũng nộp thêm được hè vài bài, tính là cao nên mình sẽ cố gắng làm là có biết giải qua đâu nhỉ bố. nhiều nhất có thể. Rồi chúng ta sẽ sang tiếp bài trong lúc hệ thống đang chấm bài của Trung thì thầy trò mình Làm sẽ liên kết chưa có tạo tài khoản liên kết thôi. ở cái bài số 14, bài 15 Đây còn và những chiếc chấm con nữa. lát qua đi thôi, chắc thầy phải mua cái con nào cấu hình nó cao cao một tí. Đó con Bài cho các em cho nó được mượt mượt mượt, thầy phải tắt đi đã vào những chiếc chấm ạ. À vâng ạ. nhé. Rồi nó vẫn chưa ra thầy ơi. Thấy thầy dùng riêng chung chat GPT là sao vậy thầy? À mặt tinh mắt ghê, tức là thầy với một số các thầy khác đang mua dùng chung một cái tài khoản ChatGPT 4.0. À cái chat mà mất tiền để ghi mấy cái giải quyết mấy cái toán với cả Đây tin đúng không ạ? à, cái đó thì thầy dùng nó vào rất nhiều các công việc, nhưng mà chủ yếu là để hỗ trợ cho là mình tên tin. khi mình có ý tưởng gì là nó đều có thể làm được hết. Và các bạn cũng có thể ví dụ như đây thầy dùng với ChatGPT 4.0, ví dụ Đây như bên có thể nói chị. Tuấn Hải này, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay con học lớp 6 ạ. Pro lên. Ơ thấy. Thấy. Rồi. Rồi. Bố con ngồi bên cạnh đâu, bố con nằm ở trên giường mà thấy. Rồi. Trên bàn có nhưng mà nhà con nuôi con đổ có nuôi mèo đâu chứ thấy. À, đâu đây ta ví dụ như thế thì cái thằng ChatGPT nó sẽ hỗ trợ cho mình có những cái ý tưởng như thế. Thầy quên mất đeo pin ở kính nữa thầy ạ. À, Nhưng mà cam con bị hỏng ạ. thầy ơi nó chấm cho con không điểm thế ơi, thầy cứu con. Nào Đó. nguồn. Hãy chia sẻ lại màn hình nào. Ô, con vừa chia sẻ xong nó ghi đúng rồi thì nó lại bảo là sai. Bây giờ click vào báo là kết quả khác đáp án hay sao? Nó bảo là nó không ghi gì, nó ghi là không luôn ạ. Thầy À. À. Thầy có Đâu học cùng cô Phượng không? rồi? Cô học sau thầy hai khóa. Ở cái bài số 13 của Trung Con ngôn thấy luận thấy. này, Đây nó có thầy nhìn này, nó ra 2500. À, con biết là sao rồi. quên không bỏ cái sọc sọc có phải Đúng không? rồi thầy ạ. Lại mất 0.1 điểm. Cay thật đấy. Rồi với sản phẩm mà đã có rồi.
Đúng rồi, là sắp bay 13. Ok. Chấm nào, cái này mà sai con ngất này. Yên tâm, nhiều khi mình làm lần chấm lần thứ nhất được 11 điểm. Tuấn Hải thấy ảnh đẹp không? Dạ. Đây, hệ thống nó vẽ ảnh của con đây. Tuấn Hải đang ngồi bên cạnh có một con mèo, trên bàn có cuộn len này. Ôi, có sao tí. Thôi. Có hai con mèo chứ không phải một con mèo. Bố Đây. con có gì như thế đâu thầy. Vậy thì ChatGPT do đó thì khi mà mình sử dụng những cái ứng dụng như thế này để nó sẽ hỗ trợ cho mình là có những cái ý tưởng hay và mình làm được rất nhiều thứ trên đấy. Bố thầy Thôi. đã dùng ChatGPT để vẽ con rồi. Đúng Và thực ra nhìn thì nó đẹp hơn là con trong đời thật và cả bố nữa. rồi, Tại vì sau cả hai đều không vẽ được. Con sẽ gửi ảnh cho bố. Con sẽ gửi ảnh cho bố ạ. Con bị phê chữ. rồi bây giờ chúng ta sẽ còn thêm thời gian thì thầy trò mình sẽ tiếp tục để giải quyết tiếp cái bài toán kế tiếp, bài số 14, để tránh chúng ta mất quá nhiều thời gian cho phần cấu trúc tuần tự này. Tuy nhiên thì thấy các bạn cốt được chương trình nộp bài có điểm ở trên hệ thống bằng một lần nộp duy nhất, thì đó chính là cái mục tiêu thầy muốn các bạn có được ở trong cái chương 1. Ở trong bài tập kế tiếp của chúng ta, bài 14, tính cho x, y, z và tính giá trị của biểu thức. Như vậy ở bài toán này thì input của bài toán là nhập x, y và z. Sau đó ta đưa s là giá trị cần tìm tìm được ra. Bài này ta có x, y, z. Và sau đó ta thực hiện là tính giá trị của s ra và tính là giá trị s. Ở đây thì ta có s thì bằng x bình phương, thì ta bằng x nhân với x cộng với y nhân y cộng với z nhân z. Có bạn bảo thưa thầy em sử dụng hàm bao được không? Hoàn toàn được, tuy nhiên ta hạn chế sử dụng nó hay bị tràn kinh nghiệm, và cuối cùng thì ta sẽ thực hiện là đưa s ra. Đấy. Ở đây thì ta lưu ý là cái biến s của mình ta phải chọn nó là kiểu long long. Vậy thì có bạn bảo thưa thầy thì tại sao lúc nào dùng kiểu int và lúc nào sử dụng kiểu long long? Thì ta nhớ rằng với một cái Tài biến quá. khi nó bằng tích của các số int thì kết quả nó sẽ trả về là kiểu long long, nhớ nhé. Bởi vì ta lấy hai số 10 mũ 6 nhân với nhau thì ta thu được 10 mũ 12, và khi đó nó phải là kiểu long long. Do đó chỗ này các bạn phải lấy một ll nhân với nó. Đấy, ta có một ll nhân với nó. Chứ đây là chữ một ll chứ không phải là hai ba số 1 đứng cạnh nhau. Đấy. Như vậy thì với bài toán như trên thì các bạn một lần nữa được khắc sâu được rằng việc chọn kiểu dữ liệu cho biến kết quả đóng vai trò quan trọng để quyết định xem bài toán đấy mình có đạt được điểm tối đa của bài hay không. No, 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 no. Lúc nào cũng chọn long long được không thấy? Thì khi đó thì mình sẽ rơi vào một cái tình trạng rất nguy hiểm. Sau này Tuấn Hải viết ra một ứng dụng cho điện thoại di động. Khi vừa cài xong ứng dụng đấy, vừa chạy ứng dụng thì nó hết khoảng tầm 8 ra 8 GB bộ nhớ RAM. Thì khi đó điện thoại nó bị treo. Lúc đó người sử dụng điện thoại, lúc đầu thì ông chửi cái thằng viết phần mềm, sau đó ông chửi cái thằng chọn kiểu dữ liệu cho biến không tiết kiệm. Đúng không? Nên nên lưu ý kiểu dữ liệu quảng biến nào đó nó phù hợp với giới hạn của đề bài. Ví dụ như thầy cho giờ, phút, giây thì nó chỉ là kiểu dữ liệu INT thôi, nhưng khi đổi nó cả cái cục đó sang đơn vị là giây thì nó phải là thuộc kiểu long long đấy. Thì trong đó các biến giờ, phút, giây kiểu INT, nhưng mà biến long long chỉ có mỗi một biến thôi nhá. Rồi, trên đây là bài toán số 14, là các bạn sẽ thực hiện là tiếp bài Thầy toán. làm bài mấy nhỉ thầy? Chắc thì ta làm nốt bài toán này, sau đó để các bạn còn nghỉ. Còn các bài kia thì thầy sẽ tạo test trên server và các bạn sẽ sẽ nộp bài lên trên hệ thống từ từ nhé. Rồi. Bây giờ xin mời các bạn chia sẻ bài màn hình bài số 14 này. Bạn nào xung phong chia sẻ trước nào.
Thế thì thầy có test bài 14 chưa? Hay là con phải đợi thầy một phút để thầy? Không, chỉ chờ thầy 1 giây thôi, ai lại chờ thầy 1 phút. Nào, xin mời các bạn chia sẻ màn hình mạnh dạn lên nào. Yes, sửa, no, sửa. Con kiến. Activate project. Con sẽ chia sẻ màn hình. À, tôi... Ở chương trình này thầy thấy có một vấn đề. What is wrong with me? Theo tôi nào, con thấy có vấn đề gì không? No ạ, con rất thích chọn long long. Nhưng con vẫn chọn INT tại vì con thích vấn đề. Nhưng vì đề PC nên con cứ sẽ chọn long long. Họ đỡ thì mất 0,1 điểm. Nếu mà test của thầy nó to. Rất chính xác. Trời ơi, chưa xong. 1, 1, 1, 3, 3, 3. Là 9, 9. Là bố đang chờ thêm 1 phút để con đọc đi. Chờ thêm 1 giây nữa thôi là xa nhau rồi. 14, 16. Nhưng mà đã xong 1 giây rồi mà. 16 cộng với 2 là bao nhiêu nhỉ? 18. Nào, xin mời các bạn khác vừa rồi Tuấn Hải chia sẻ cốt bài làm rồi. Xin mời bạn kế tiếp nào. Em cứ mạnh dạn lên. Nào, xin mời Đăng nào. Xin mời các bạn mạnh dạn chia sẻ. Rồi đây là bài làm của Đăng. Rồi, từ đấy chương trình này, các bạn cài đặt là định dạng chương trình rất đẹp. Giây nữa thôi là có test rồi. Thì test có chưa thầy? 1 giây nữa thôi. Tự nhiên sau này không thấy bạn bé nhà thầy nó quấy ở quấy đây nhỉ? Thấy cái gì đó sai sai. 7, 9. Như vậy à? Sao thế? Tuấn Hải đang cười, chắc cười ChatGPT 4.0 nó vẽ cho một bức tranh nhé. À, không, cái... con tạo một câu không có tác dụng ạ. Nhưng cái câu này ngắn mà không rơi ạ. Rồi, ok. À, đã có test, xin mời các bạn nộp bài lên trên server.
Em mày dàn một bài PT 14 nhé. Rồi, mình đang đã rất nhanh tay. Với tốc độ thần thánh, bạn ấy đã nộp bài chỉ trong vòng 1 giây. Tuấn Hải nghe có vẻ chưa hack speed được với anh Đăng. Rồi, thì con test thử nhỉ? 1, 1, 1. Hả? 1, 1, 1. Ờ, mình ăn chưa ác tới với vàng 14 mà. Thử lại. Rất cao rồi. 1, 1, 1. Dây ra là 3 rồi, đúng rồi. Thầy ơi, thầy xem một con bài kia đúng thầy. Chờ tí nơi hệ thống. Các chia sẻ màn hình lại nào. Vâng. À, khi nãy là chấm của con là nó báo là không nhìn thấy file kết quả, chắc là quên bỏ song song bài 16 à, chỗ dòng 16 17 à. Vâng. Chấm lại xem sao. Tôi có chấm rồi ạ. Để chờ xem bằng điểm được bao nhiêu điểm. Thầy ơi. Sao? Con đã nộp bài cho thầy, máy thầy sơ server của thầy sẽ bị một lần nữa nhé, bị nhiều người không. Thầy xem một con nó bảo gì thầy. Nó báo rằng là biến S chưa khai báo, về chữ long long cách nó ra. Dòng 12 ấy. Rồi à, bây giờ. Bây giờ ấn lại à? À, tất nhiên rồi. Ví dụ là gì ạ? Đề bài nghĩ đi, thử chạy bộ số 1111 xem sao. Một muốn đáp án là ba. Quá ngầu. Được đấy, Tuấn Hải. Rồi à, được rồi. Nhớ bỏ cái clear quần. À, bằng ạ. Ủa, sao lại có các bạn khác đang nộp bài đây? Rồi như vậy thì trên server các bạn nhận thấy rằng tới thời điểm này thầy trò mình đang làm việc với các cái bài toán có tính chất là làm việc với ngôn ngữ lập trình C cộng cộng để giải quyết một bài toán cơ bản, biết cách chọn kiểu dữ liệu cho các biến, biết các cái thao tác nhập dữ liệu, tính toán và đưa ra kết quả. Và trong quá trình tính toán mình cũng sẽ đưa ra được một cái gọi là lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho biến kết quả. Đối với các biến mà có kiểu dữ liệu lớn thì ta sẽ thực hiện cái công việc là ép nó sang kiểu dữ liệu tương ứng. Và ở đây thì đối với kiểu số thực khi viết ra có quy cách thì